Và giờ anh biết chẳng còn gì và được gì. Như lắng xuân sang còn điều gì mà thầm thì. Chạy chưa? Nhân yêu tôi bị luôn này. Bring that ass back like a boom 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 boom. We'll be right back.
SBT Mix. Are you ready? DJ Tan. Jockey to a horse move. Yeah.
Blood fire, yeah, yeah.
Go, 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 go
turning up the volume when you speak. Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. Slave, let it go and just get high. Pull a honey that's just your type. But jump on the wagon, begin to run. Lead the slave, but we'll be the sire.
OK, chúng ta cùng tới với những lượt quay thử đầu tiên nào. Đã xong rồi. OK nào, lượt quay thử đầu tiên, xem nó sẽ là về cái gì đây. Computer nhá. Đấy, chỉ computer này. Đâu nào? Những bước đi dò đầu tiên đấy. Nó sẽ là về cái gì? Sẽ là về cái gì đây? Bóng nhà của Baby Ipper nó ra Ipper 1 chém, 2 chém, 3 chém, 4 chém, 5 chém, 6 chém với lượt quay đầu tiên, là lượt quay thử đầu tiên. Tới luôn với lượt quay thử thứ hai nào. Quay thử đầu tiên chúng ta phải chém rồi. Tới với lượt quay thử thứ hai nha. Lượt quay thử thứ hai. Đúng đúng hơn tối qua rồi. Chắc chắn đúng hơn tối qua rồi. Random. Đây lượt quay thử thứ hai nó sẽ là cái gì? Tiếp tục lắp bơ bóng nhà đầu tiên nào. Ngờ nào. 1, 2, 3. Vâng, chúng ta lại có đủ 4 chém lượt quay thử thứ hai. Tôi luôn lượt quay đầu tiên nhá. Quay chính thức cái này, quay chính thức cái này. Nào, xem nào mình vượt qua lại các bàn nào. Vẫn thế thôi. Vâng, vẫn là bàn cung, tổng cung của Từ Minh Long. Và bàn tổng, không, bàn cung. Thu chém cho Từ Minh Anh cân hết. Một lần nữa xin chào mừng anh em đã tới với Tiếp Show Thợ Mộ sáng ngày 20 tháng 1 nhá. Sáng nay cũng là sáng chủ nhật. Tôi lượt quay đầu tiên rồi. Quay số 01 nào. À, xin mời chúng ta viết quá bàn nào, chúng ta cùng tới với lượt quay đầu tiên nào. Kết quả nó sẽ là cái gì? Xem hit. Vâng. Cung ăn nha. Xong cung luôn. Cung bù là cung bù. Nào là quay thứ hai nào. Trong lượt quay này thì Minh Long là vẫn tiếp tục quánh cung rồi, hoàn tổng cung. Anh cân hết. Vâng, quánh tổng cùng 60k. Ai là người vào bàn đây? Minh Long là người vào bàn đấy. Vào bàn cân lạc cân xá. Vâng. Có ứng dụng Mister gì đấy? Mister gì đấy? Tram 2 à? Tram 293 à? Ôi. Rồi ơi.
À, chúng ta sẽ còn khoảng tầm 15 giây nữa để anh em có thể vào bàn nha. 15 giây nữa anh em có thể vào bàn. Tăng chưa? Ok, khoảng tầm 15 giây nữa nha anh em nha. Vào bàn đi. Ok, xin mời kỹ thuật viên khóa bàn nào và tôi cũng tới với lượt quay số 2 nào. Lượt quay số 2, bàn phụ màu 2. Màu 1, bóng nhà của Sen ra cho Son. Vâng, vậy cho Son nó một con chém, cho Son nó là một con chém. Mình mở bắt ra nào. Một chém, hai chém và chúng ta chỉ có hai con chém mà thôi. Rất chính xác, từ Minh Long và rất chính xác, từ Minh Hạnh gần hết. Hai em đánh hay quá. Đấy. Xong cung luôn. Làm cung thế là rời, ví dụ ơi, ăn là còn lại làm cung thế. Ăn mà, ăn mà. Như thế nào, lượt quay số 3 nào, bằng phụ màu 3. Cung của Minh Long đi rồi. Nào, anh em mong anh chém thì vào bàn cung của Minh Long đi. Đúng rồi, Minh Anh cần hết, còn quà còn lại. Một tối qua đi đâu đấy Long ơi? Qua đâu ấy? Sau 99 đánh tổng chém à, tổng cung như lượt quay này. Đấy. 50 kè. Ok, lượt quay số 3. Khả năng cao chúng ta sẽ phải quay luôn nào. Xin mời kỹ thuật viên khóa bàn thôi. Chúng ta tới với lượt quay số 3 thôi. À, lên biên giới kiếm thành đào. Hay. Kiếm được không? Có kiếm được không em? Lượt quay số 3. Chính thức bắt đầu. Wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây rồi, bắt đầu gấp lên rồi, bắt đầu gấp tới từ mình anh cân hết rồi. Quay này nó có 1 lít rồi, 1 lít anh cho tổng chém rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ai sẽ là người vào bàn đây? Đấy, chúng ta chờ cái tên ai sẽ là người vào bàn. Minh Long chăng? Minh Long anh cũng được quay này chăng? Không, Minh Long cũng là người của anh chèo. Chứ ở Minh Long của anh cung như là đố Minh Long của anh cung. Ba ông rủ nhau đánh tổng chém hết rồi. Ai là người sẽ đánh tổng cung đây? Ai sẽ là người đánh tổng cung đây? 15 giây nữa nhá. Tới với lượt quay số 4 nào. Đâu, anh có thấy phải chào anh đâu. À, chuyện đồng kia ok này. Đấy, sao bảo sao bảo hỏng mà. À, sao bảo driver cạc sao bị hỏng mà. Không ai biết. Lại lang thang ở bên con nào đấy, bên con game nào đấy. Điện thoại à? Ok. Anh tưởng mày đi lang thang suốt. Dọc ngang ngang dọc. Anh Hương gọi khoảng cách. Thế nào, ok, em đã xúc xúc cung rồi, ok. Làm phụ cung. Không ai khác ngoài Minh Long. Căng tay đã. Nguyễn Bá Nhất đã đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, cái tên là tôi chờ đợi đây rồi. Cái tên là tôi chờ lại đây này. Bây giờ mới chính thức là trời đây này. Úi dồi ôi, Nguyễn Bá Nhân đúng không? Nguyễn Bá Nhân. Nguyễn Bá Nhân đánh cái gì? Nguyễn Bá Nhân là đánh tổng chém. Nhưng phụ cung. Phụ cung là theo Minh Long. Đấy, còn tổng chém. Tổng chém, tổng chém, tổng chém. Và xin mời kỹ thuật viên khóa bàn. Sáng hôm nay tiếp tục quay đò Nhân tiếp nha, Nhân nha. Sáng nay là tiếp tục là game show của Nhân thôi. Game show nhất với những người bạn. Đấy. Nào, tiếp tục nào. Lượt quay số 5, bàn phụ màu 5. Đấy, tổng chém phụ cung, tổng chém phụ cung. Tổng chém phụ cung nào. Random. Chiến ơi, tổng chém đi. Một con chém. Mở bắn là nào. Một chém, ơi cười phụ cung à. Tổng chém phụ cung. Tổng chém phụ cung, ôi trời ơi. Nhân ơi, Nhân ơi là Nhân ơi.
Nhân đánh hay thế Nhân ơi. Nhân là người, Nhân là người, con người mà. Con người luôn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thế tổng trẻ phụ cung lật đấu được. Là tiếp theo nào, lượt quay số 6 nào. Biết là Nhân hoạch cái gì lượt quay số 6 ở đây. Nhân đánh hay mà. Nhân đánh hay. Đấy, ở đây mấy anh em, mấy anh em ngồi đây là vỗ tay hết với Nhân rồi. Kỹ thuật viên cũng phải vỗ tay, vỗ chân đấy. Mắt chữ A, mồm chữ O, trầm trồ. Thể hiện một sự trầm trồ vô cùng là kinh trợ. Nào cũng biết là xem Nhân như nào. Đây là Minh Long thì lượt quay này lại quánh nhạc tàu phung. À, liệu rằng quánh theo Minh Long có đúng không? Nhưng mà lượt quay trước của Minh Long đã đúng vào cái bà phụ. Đấy, bà phụ của mình chăm mơ. Quánh hệ thống cũng được, không sao cả. Quánh hệ thống cũng được. Đấy, ba bàn hệ thống cũng được, không sao cả. Thế nhưng mà có thể vào bàn người chơi trước. Đấy, có thể vào bàn người chơi trước nữa. Nếu có thể vào bàn của Minh Long trước, nhân có thể vào bàn của Phan sau như thế. Mình anh cứ hết trước, rồi có thể là vào bàn của Nhân đằng sau cũng được, không sao cả. Ngược anh thì đánh không thì thôi. À, kinh nhở, giỡn Minh Long. Trời ơi, muốn đàn anh mà khác, ngược anh thì đánh không thì thôi. Thôi cái gì đây? Lần quay này thì gần như tôi đã biết là Nhân thì bao anh trong cung rồi. Nhất là anh xong cung lượt quay này rồi. Không có chần chừ gì nữa, chúng ta cũng không tới với lượt quay số 6 này. Nó xin vào chủ nhật. Bye bye anh. Giờ lượt quay số 6 rồi, xong cung. Kết quả xong cung rồi. Là đi đâu được. Bye bye anh ơi. Bye bye lê. Bye bye nó được vào rồi. Nào computer này. Thì ra cái bước này rất là thừa thái này. Đấy, bây giờ mà tổng kết xong cung luôn này. Nó mới là vui cơ. Cái bước này là thừa, rất là thừa luôn. Cái kết quả đã là xong cung chứ còn cái gì nữa. Nếu mà một sen này. Đấy mà một sen này. Baby này, sang này. Ôi xong cung. Xong cung. Thấy chưa. Trời ơi đấy. Cái bước này trước là rất là thừa. Đấy, màu 1 nó ra sen đúng không ạ? Màu 1 nó ra sen. Đấy, màu 3 là baby. Baby tất nhiên nó là cung cung rồi. Có 2 con summer thì đứng đầu. 2 con summer thì đứng đầu. 2 con summer thì cộng lại nó thành 4 con cung. Cung ăn xong cung. Bây giờ xong cung nhá. Nào tiếp. Số 7. Ấm bụng. Trời ơi, ấm cả ngạc luôn. Chứ bụng nó là cái gì. Tiếp nào. Các bạn được mà các bạn thoải mái. Tầm này vô tư. Bạn anh em trên bên tư tuyển với nhau. Thích cái để nói ra là cái gì. Là Minh Long nào. Trời ơi, 100k. Anh em có điều kiện hello anh em. Vâng, anh em hello với anh. Chào nhau, chào nhau. Anh đang ở nơi đâu? Anh đang ngoài đảo. Anh đang ở bến bờ nào đó? Anh đang ở trên trời nào? Hiện tại bây giờ anh đứng đâu? Bây giờ là 10:22. Đấy, trong hình ảnh số 22. Anh hơi lâu một cái. Không biết là anh ngủ sướng hay là như thế nào đấy. Tối qua làm cái gì mà tại sao bây giờ 10:22 rồi mới dậy? Đó, anh làm được chưa? Thôi, không sao cả. Cũng gửi lời chúc với anh nha. Chúc buổi sáng. Chúc anh là cái cảm tốt lành đấy, rồi gặp nhiều mắn. Sáng nhật đấy, nhật thì chúc thì hơi bị sướng hơn. Không biết lượt quay này thì Nhân sẽ đánh cái gì. Cho xin bài nhạc truyền thống. Em chịu anh ơi, cái này em không biết. Anh có link không, anh cho em xin cái. Anh có link bài đấy không? Anh có link anh cho em xin cái. Nào vào bóng nào. Vào bóng thì cho Minh Long có thể lấp cầu nào. Grand Roman. Đấy, trong lượt quay này thì Nhân ta đang đánh là tổng chém nhưng mà phụ thì lại cung. À, tổng chém phụ cung. Người dây nữa ta quay nha, người dây nha. Gặp em đúng lúc. Gặp ai? Anh gặp em á, em gặp anh. Chúng ta chả có lúc nào cả. Đó được rồi, chiều anh thôi. Đấy, chiều anh hết nước luôn. Sở mic à, TikTok. TikTok.
đồng chép phụ cung được hay không, đây cho nhân hay không, đây nhân người. Random. Phụ thì là phụ cung rồi, phụ cung rồi, 1, 2 nhưng mà không, không nhân ơi. Trong quán này chúng ta có song cung cơ, ê sam sam và baby thôi, hòa 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 không sao cả, không sao cả nhân ạ. Nhưng mà nhân lại không thích hòa. Đấy, như tối qua đã tìm hiểu được là nhân là không thích hòa, Phượng không thích hòa rồi, nhân không thích hòa. Không biết Minh Long có thích hòa không? Minh Long ơi, Minh Long có thích hòa không? Anh nào có điều kiện anh có thích hòa không? Hòa ngực to đấy, con bé đang đùi to thật. Em hỏi, quay sang em hỏi sư phụ Trần Trắng. Sư phụ, sư phụ thích hòa không? Thầy sư phụ em thích hòa. Nào xin mời anh em nào là quay số 8 nào. Là quay số 8 là phụ màu 1. Cái gì đấy? Long ơi, rủ nhau đi xem cái gì đấy. Ôi, chát đi xôi, nhà điều kiện ơi, thi đấu đi. Chát đi xôi. Gớm chật. Đi bốc với nhau mà hỏi mấy cái chuyện đây. Gớm chật. Trên đây hỏi là cái gì? Thi đấu đấy. Đúng rồi, Minh Long là không rõ thi đấu đấy. Nào lượt quay này nào, Minh Long là người quánh cung. Quánh cung nào. Một chém kìa. Đấy, cân nàng. Đấy, cân nàng thì là xong chém. Cân nàng ngoài quánh xong chém. Nguyễn bá nhân. Bá là chủ tử bá đạo. Nguyễn là họ Nguyễn rồi. Nguyễn bá nhân nghĩa là con người bá đạo, khá là bá đạo. Xin mời kỹ thuật viên khóa bàn thôi. Chúng ta cùng tới với lần quay số 8 nào. Quay số 8 là phụ màu 1. Mở mắt ra cái là thấy là phụ luôn đấy. Ok bạn nhất quá. Nếu quay số 8, bạn phụ màu 1, bắt đầu. Em không đây. Không. Không. Sam pam pam. Sam pam pam phổ. Sam pam pam phổ. Ai cha. Nó lại về sau cùng. Nó lại về sau cùng. Nhân ơi nó về sau cùng rồi nhân ơi. Khả năng cao nhân được quay sau nhân đánh sau cùng đi. Đấy, cái này sau cùng là nhân đánh mỗi bàn tổng không thôi. Tổng không thôi. Quánh mỗi bàn tổng chém đi. 4 lít là cho tổng chém. Bàn ra cho nó vui nào. Nhân ơi, con người bá đạo nào. Nguyễn Bá Nhân. Nguyễn Bá Nhân là đã có 150k. 150k dành cho tổng chém rồi. Ai dạ, vẫn phong cách đây. Bây giờ có sự đây rồi. On đây rồi. 10:30. Để mở luôn con này cho không ra cả hai con Roma. 10:30 kinh nhỉ? Ở ô kiện thì là 10:22 dậy nè. Đấy. Người phán xử này xử thì là 10:30 này. Đã thật tất cả thua hết Minh Long. Đấy, thua hết Minh Long. Không dạy những người đâu. Dạy sớm năm này với công phần. Bú tổng tổng trước giờ. Anh Kiện rất thôi rồi. Kiện thì thối gì. Anh Kiện làm gì có tiền mà thi. Bạn 150k. Tổng chém cho từng Nguyễn Bá Nhân. Đấy, còn 50k thôi. Ai sẽ là người xúc nốt 50k còn lại? Ai sẽ là người xúc nốt 50k còn lại? Tức là người văn sử của anh Cung này. Cung, cung, cung. Mấy ông quánh cung mà vẫn còn bàn 50k vẫn còn nguyên. Mình chả hiểu luôn. Bạn thì có nhưng không vào làm gì. Mình tạo bạn ra để đẹp à? Hả? Ông phát cho cái chi. Tạo bạn ra để đẹp à? Minh Long, tạo bạn ra để đẹp à em? Rồi bác sư, em tạo bạn ra để em đẹp à? Vâng, rồi. Rồi, rồi. Nhưng mà
không? À, con xiềng kìa, tiệt sứ cho con xiềng, tiệt sứ cho con xiềng thì lại chào xiềng lại rơi vào cái màu hai, sao lại rơi vào cái màu hai bây giờ bớt cho pơ ripper rồi ba con pơ rồi, để cho con xiềng lại rơi vào màu hai, xiềng đông màu hai, khó chịu thật, khó chịu thật. Sao nó không là sóng chém? Mình muốn tàu chém không? Sứ thì còn xiên đồng. Xem là gì? Xem là phần phần đông, phần đông của bọn nào? Chưa tới sổ người. Toàn trục rồi. Quay xuống trục. Tiếp đi anh em. Tiếp đi nào. Số 10 này chúng ta thấy khá là nhiều bạn, bạn của Minh Long, bạn người phán xử, bạn của Bình Anh cần đấy là bạn của Phan sau sau chương trình. Tất cả là đều dành niềm tin, dành chọn cho cùng như lần quay này. Sẽ luôn đây chỉ là sóng chém yêu em, cùng okay, em quay luôn nha. Quay luôn cho Nhân ơi, Nhân quay thêm một Nhân. Lắng nghe từng nhịp, 10 giây đi nha, 10 giây nữa cho Nhân nha. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Ok, Nhân đang làm cái việc nhỏ. Rồi rồi, xong rồi. Cờ là cờ tờ toàn cùng. Mấy ông trộm mấy cái thằng đấy thì em nói chuyện làm gì Nhân? Em nói chuyện với mấy cái thằng đây làm cái gì? Mà nó không biết rõ số đâu. Chứ mà phải biết khóa bàn nào, chúng ta cùng tới được quay số 10 nào. Rồi, bạn được khóa rồi. Quay là tổng chém như Nhân luôn, xong chém nào. Đúng là xong chém rồi. Nói chuyện với mấy ông đấy làm cái gì hả Nhân? Em hãy tự thân vận động tự kiếm thôi. Kệ, mặc kệ người khác, hiểu không? Cần mình cũng cầm về. Tiền của mình cầm về. Trời ơi, này. Phụ chém rồi. Trời ơi. Tổng cung. Nó bỏ một. Tổng cung phụ chém. Khó nhờ, một một cái dân xèng này. Chán thật. Tổng cung phụ chém. Cái kia nó bịp thật nhờ. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Giữ chặt bàn tay. Mình cùng nhau đi. Rời xa hỡi biết đường chợt biến mất ấy vội lãng những nốt yêu thương mất nhau ngoài kia không với gì lời anh muốn nói về anh qua ngõ nơi có đôi tim cùng nhìn vì trái tim ta luôn luôn Việt Nam em không bật sớm. Với cho lực quay số 11, lực quay số 11 thì Nguyễn Bá Nhân là người quay chém.
em vào nhầm à? Em vào nhầm à? À không, vậy là em... À không, cả anh Kiện này, anh Kiện chúng ta oanh cung. Anh Kiện ra oanh cung, oanh tổng cung. Anh Kiện ra oanh tổng cung. Vâng, fan 6699 oanh tổng cung theo anh Kiện luôn. Chuyện này cho sập, sập mỏ luôn. Mơ xưa trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt ai. Giờ ở nơi đây còn lại gì cho chúng ta? Tổng chém, tổng chém phụ cung là sự lựa chọn của Nhân. Vâng, và tổng cung là sự lựa chọn của anh nhạc có điều kiện Minh Long. Chiến nha, chiến nha anh em nha. Và xin mời kỹ thuật viên tiếp tục quá bàn nào, chúng ta tới với lượt quay số 11 nào và phụ mẫu 4 nào. Nếu cho lòng này nhẹ với nỗi sầu, giấc mơ mà anh dựng xây giờ đây đã vội tắt, chắc em cũng sẽ chẳng về bên anh. Mười một ba C nào, ra một con chém rồi, xong chém. Xong chém là kết quả lượt quay số 10 của chúng ta, số 11 của chúng ta. Mark, Rick, Min, Phương, Mark và Cho Son. Và Summer là con cùng duy nhất thôi. Nó nằm ở màu nằm, không phải màu bàn phụ. Lúc anh cần em như không quan tâm, còn thiếu nhau bao lời xin lỗi. Định nói ra nhưng rồi lại thôi. Cho đến bây giờ ta phải xa nhau vì tình yêu không như lúc trước. Đừng đi, thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Những cái nào lượt quay số 12 nào và phụ mẫu 5 nào. Tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại thì vẫn còn những lời yêu lúc xưa. Anh dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu em thôi, sao giờ chẳng thể nào chạm tới. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Vẫn là song chém, vẫn là song chém từ Nguyễn Bá Nhân. Như cánh hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Quá bạn nào, chúng ta cùng tới với lượt quay số 12 nào. Vật trong anh thì ai là hạnh phúc?
vậy tại sao không thể nói bạn quá chưa em? Bình minh khuất lấp sau màn đêm như cây thầy là một cái chém nào mở bát nào, một chém, hai chém, ba chém, nhưng có bát một chém là thôi. Phô bàn sen và sen không ăn được quen này hay vì sau cục thấy là Nguyễn Bá Nhân là người quánh tổng chém, và tổng chém mà làm từ chỗ nào chứ gì? Thế là đánh phụ gì? Phụ cung. Vâng, tổng chém phụ cung. Xin mời kỹ thuật viên quá bàn nào. Và chúng ta cùng tới với lượt quay số 13, bát phụ màu 6. Summer mở bát nào. Sum baby baby baby. Nó là 4 cung, chúng ta đủ cung lượt quay này.
đã thấy được anh nhà có được nhận ra bàn rồi. Bàn tổng cung 2 lít và con 1 lít. Nhưng bàn nhận thì vẫn là anh xong chém thôi. Chúng ta xin mời kỹ thuật viên khóa bàn nào. Và chúng ta cùng tới với lượt quay số 17 và số 14 mặc phụ màu 7. Liệu rằng có xong chém được cho Nguyễn Bá Nhân hay không đây? Rick là một con chém, xong chém đi nào! Rick cho son, Niwan, Roman, Ida. Rồi, xong chém rồi, cuối cùng chúng ta đã xong chém rồi. Cuối cùng chúng ta đã xong chém rồi. Xin chúc mừng Nguyễn Bá Nhân nha. Đáp án chính xác rồi. Lượt quay số 15. Đó là quay số 15 nào. Được hay không đây? Có được không đây? Có một rapper này, một rapper này. Ôi,
xong chém rồi. Xong chém rồi. Nhanh nhỉ. Ơi. Bơ bơ Max. Yeah, Max và Kata. Xong chém, xong chém. Chắc nè. Nhìn đây này, nhìn lẻ thế này. Xong chém lẻ này. Cây, ba cây. Ôi. 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Đấy, lẻ luôn. Xong chiếm lẻ, xong chiếm lẻ. Này thì xong cung chẵn nè. Nhân 2 mà, nhân 2 mà. Tiếp tục thôi. Được quay số 16 thôi. Con dân của Hà Đông thì hay đánh tổng chém phụ cung à? Ờ, như thế thật. Tiếp theo lực quay số 16 và phụ màu 2. Chúc phụ bịt bà, chúc phụ bịt bà. Tổng cung với bàn 3 lít của mình. Bạn đã được khớp số 1 lít. Vâng, và 50k tới từ fan 6699. Những cái bàn tổng chém và một bàn phụ chém từ mình anh cân hết. Sau cùng, sau cùng là sự lựa chọn của Nguyễn Bá Nhân trong lượt quay này. Lượt quay số 16. Người phán xử cũng đánh cung rồi. 15 giây nữa để anh em có thể khớp số cho nhau nha. Vâng, Minh Long có thể khớp 1 lít nữa dành cho người phán xử này. Đấy. Và anh em có điều kiện thì mút chuột mấy cái bàn bên dưới đi. Mút cái bàn của Minh Long và mút bàn của fan 6699 đi. Cho nó tròn số nào. Bình luận thì kỹ thuật viên cứ ngồi dùng quay đi quay đi để chán cứ ngồi huyết sáo bực mình. Đưa đội chứ đã lên rồi nào. Sau cung nào, sau cung nào, sau cung đi. Ôi, một cung quan trọng, một hai quan trọng đây đấy, một hai quan trọng này. AC xong cung đấy.
sau cung rồi Nhân ơi. Quay số 17. Quánh tổng cung 3 lít. Ai sẽ là người quánh chém đây? Không biết là Nguyễn Bá Nhân em có thêm không? Anh nghĩ lượt quay này em nên tất tay rồi cho chị em đi. Nhân ơi, Nhân chém đi. Chém đi. Đấy, cho cái bàn 3 lít kia bay đi. Đấy. Rồi, ông quay ra chém cho tôi xem nào. Chém cho xem nào. Mở một mẹ đưa cái mở một ra xem. Greek Ia Roman Johnson. Johnson tổng chém rồi. Tổng chém rồi. Nhân ơi, Nhân ơi, tổng chém rồi. Tổng chém rồi. Tổng chém rồi. Không được thế. Nó còn là sau chém luôn. Trời đất ơi. Sau chém là kết quả lượt quay số 18 của chúng ta. Xin lỗi, lượt quay số 17 chứ. Lượt quay số 17 vào phụ bò 3 mà. Xong chém. Đại lý Thuận Đức. Đại lý Thuận Đức. Uy tín, nhanh chóng, siêu may mắn, bảo mật, phục vụ mọi lúc 24/7 hotline. Hotline là gì? Hotline là 086-993-2223. Số điện thoại đẹp. Nói là số điện thoại đẹp. Cái tên đẹp. Không quan trọng em ơi. Quan trọng nữa là mặt tổng được rồi đúng không? Ăn mặt tổng được rồi. Mặt tổng nó giàu mà. Lượt quay số 18 nào. Lượt quay số 18 bạn phụ mở 1. À, không biết lượt quay này thì Nhân sẽ quay cái gì đây. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho cái bàn 3 lít kia nó bay màu cái đi. Nào. Bàn 3 lít bay màu nào em ơi.
quay tẩu chém như phụ cung à, tẩu chém phụ cung. Kệ luôn. Mấy ông này biết chơi đâu đúng không? Có bạn quay luôn nhá. Nhá, có bạn quay luôn nhá. Nào em có vào thêm. Chưa lấy được khóa rồi. Gạch thế là rồi. Ok, không sao cả. Chúng ta cùng tới với lượt quay số 18 nào. Ôi, đừng lấy tiền nữa. Trời. Toàn AC Pro Egypt không? Tổng cung rồi. Toàn cung đó là về cung, xong cung. Xong cung là kết quả lượt quay của chúng ta nha. Xong cung. Lượt quay này là hòa. Chả bên nào chơi cả. Nhân của chúng ta là người hoành song cung. Song cung tới từ Nguyễn Bá Nhân. Và xin mời kỹ thuật viên khóa ban nào. Các cùng tướng là quay số 19 mang phụ màu 5. Baby, oh, lực quay này chúng ta chỉ có 2 con cung mà thôi, tổng chém. Tổng chém của con cung hoàn. Nói chung là vẫn là xuân hòa.
quay này, những quay số 20 này. Nguyễn Bá Nhân sẽ là người quánh cái gì đây? Em sẽ đặt niềm tin dành cho chém hay là dành cho cung đây? Sau cung hay là song chém? Ôi, khả năng cao Nguyễn Bá Nhân bị ganh rồi. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. 'Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Wow, trong lượt quay này khá là nhiều bàn nha. Nguyễn Bá Nhân là người quánh tổng chém nào. Nguyễn Văn Sử quánh tổng cung. Quánh bàn, quánh nhạc có được kiện thì bay rồi. À không, anh ấy tự quay đầu. Anh ấy quay đầu. Quánh nhạc có được kiện là người quay đầu. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta cũng tới với lượt quay số 20 rồi. Xin mời kỹ thuật viên khóa bàn nào. Chúng ta cũng tới với lượt quay số 20. Ba phụ màu xào. Trưa nay em mới về nhà, em ăn bún đậu rồi chứ không. Chứ không là cái ưng đấy, đi uống bia đấy. Lâu lắm rồi anh em chưa ngồi với nhau đúng không? Chưa ngồi. Sang này, sang hơn một con cung này. Mạng bán nào nè, sang với bì, sang, ê, cung ăn rồi. Cái quay này thì cung ăn rồi, chính thức là cung ăn nha. Tổng cung, nhưng bác phụ nó là chém. Tổng cung phụ chém. Tổng cung phụ chém là kết quả lượt quay số 20 chúng ta. Không chờ lâu nữa, chúng ta cũng tới luôn với lượt quay số 21 thôi, bác phụ bộ 7. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Nhạt nhẽo quá cụ bá ơi, nhạt mồm nhạt miệng quá anh Tuấn ơi. Tuấn ơi. Hay là tí uống bia nhỉ? Đi cho em nhá. Nhá. Ông thì cũng chỉ đi ấy thôi. Làm 1-2 cốc thôi. Cứ sao? Mai em làm tối. Đi không? Anh em nào có thích uống bia không? Ở đây anh em nào thích uống bia không? Chúng ta có thể hẹn nhau nha. Nào anh em nào thích uống bia thì gõ một cái nào có thể ra được khu vực chỗ Trần Duy Hưng. Có thể ra được khu vực Trần Duy Hưng thì có thể gõ một ở đây nào đi uống bia nào. Chưa nay đi uống bia. Nào anh em nào kêu gọi anh em bia thì Campuchia thôi, không ai bắt bao biết gì đâu, giả giết gì đâu. Campuchia 3 người chia 3, 4 người chia 4, 5 người chia 5. Anh em thích uống thì gõ 1 vào đây, có xe đưa xe đón tận nơi luôn. Ở trong lượt quay này thì đại lý Minh Kiên chúng ta và căng tay luôn 500. Thank you.
là em thật sự em vẫn không hiểu được nó đang chat cái gì. Tốt mời thì là cốc, chú báu bảo gì. Với chất lượng quay này thì 5 lít nào, 5 lít còn nguyên thì không biết là đại ca nhà có điều kiện quay cái gì lượt quay này nhỉ? Ui trời ơi, lại đây rồi, thêm một bàn tổng chém nữa, thêm một bàn tổng chém một mờ nữa, tôi thường bình tiền. Đấy, nhà nó thiếu nhìn vui, đúng không, nhà nó thiếu nhìn vui, ông thích có bàn gì? Em ơi, tạo bàn người vào cho làm chém em ơi, Kiên ơi, còn đại lý Mít Kiên ơi. Như bên kia tôi quanh bên con trên bài thì là cảnh đàn đúng không Kiên? Cảnh búp bê đúng không? Đúng rồi hình như thế. Đấy là cảnh búp bê. Đúng không bên kia? Nhận lọc. À đúng rồi, anh em nhận lọc đi. Chuyện mà không là cái sự tất nhiên. Tất nhiên cái chuyện làm sao mà đủ tiền thì có thể chấm bút được vào những cái bàn này. Ôi, 5 chấm bút đi em, chấm bút đi. Đây rồi, Nguyễn Bá Nhân đây rồi. À, đây rồi. Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ tuy theo sức của mình. Thế nhưng mà trong lượt quay này thì em đã gồng lên. Đấy, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Xin mời kỹ thuật viên quá bạn nào. Nhân quay đầu, quái bạn ơi, chúng ta cùng tới với lượt quay số 21. Quái đầu phải quái bạn ngài. Hay lắm nhân ơi. Xe ăn không? Không nhân ơi. Tổng chém phụ công. Và chắc chắn là lượt quay tiếp theo là lượt quay Mịch Quyền là sẽ even đôi. Even Vĩnh Quân, đúng rồi, làm cái even Vĩnh Quân đi Mịch Quyền. Anh có thể là anh sẽ cho em những cái even như này này. Dự đoán Vĩnh Quân này. Đấy, hoặc nếu mà anh em đây ít chơi Vĩnh Quân theo lượt. Thôi, tôi bỏ cái event của số đi. Em cũng gọi là xem là lượt quay số 15 hay là lượt quay bao nhiêu phải không? Đấy, cái bản tổng nó là cái gì? Đấy, màu 1 nó là cái gì? Màu 1 nó là quân gì? Egypt hay là xem đấy. Thì vẫn nhẹ nhàng thế thôi. Ai có thể trúng được luôn. Lượt quay số 22 nào. Đừng cho event của số, event của số khoai lắm. Event của số khoai thật sự đấy. Ui trời ơi, lượt 24 vị quân màu 1 là gì? Ai đoán chúng có 200. Ôi đất ơi. Em tổng chém phụ công chưa thấy như về. Không, em quay đầu đánh. Quay đầu đánh màu 1 à? Không, em chơi đại lý ơi, cho anh chơi được không? Đây chưa được để đăng xuất ra à, thoát cái nick vớ vẩn rồi ra đấy, chúng ta phải vào cái nick của bản thân mình đấy. Anh chơi rồi. Đấy. Anh chơi rồi nha, cho anh chơi rồi. Rồi, đây rồi, anh đang nhập vào rồi. Ủa, hello anh em nhở. Màu 1 là cái gì đúng không? Màu 1, Garrick, được chưa?
được chưa? Tôi đãi mà một là Garrix, tôi đãi mà một Garrix, à tuấn trắng và một là AC. Đấy. Và một IA. IA phô. À hay hay như này, hay như này, có khi là mình xin ý kiến của các bạn lãnh đạo hiểu không? Đấy, làm cái event đều tay hiểu không? Ví dụ như kiểu là cứ mỗi lượt là màu một là cái gì hoặc là vũ quân là cái gì đấy. Đấy, cứ mỗi lần này chơi cho khoảng tầm 20 cashew thôi. Đó, ai làm được 20 cashew. Chức vụ trật tự, chức vụ được dự đoán AC đúng không? Em đoán người đấy. Ok nhá, anh em mình ghi nhớ những cái lựa chọn của anh em mình nha. À, chúng ta cùng tới lượt quay của 22 nào. Xin mời kỹ thuật viên quá bạn. Quá bạn, chốt sổ, quá bạn. Rồi, quá rồi. À, lượt quay này nó sẽ làm về cái gì? Anh em quên, rồi đi. Chờ 2 lít. Em đừng nha. Cậu chặt. Chưa xong, chụp quay đâu. Anh nhìn mặt, nhìn mặt. Chặt. Con lấy thạch ra. Nào. Đi nha. Ia, chờ chút, anh em cứ từ bình tĩnh. Có một người là Ia, nào một người là Ia, sư đây sư kéo lên, không kéo được đây à? Có mỗi người Ia thôi à? Có mỗi một người Ia thôi à? Ia được không? Ia được không? Ia, Ia rồi, Ia đây, mở mắt à? 1 chém, 2 chém, 3 chém, 4 chém, 5 chém. Chém ăn rồi. Và 1, 2, Ia. Bịp thật. Quan sao sao chứ tiến nó lại được. Tiến thật chứ này. Ôi, rồi mất cốc bia. Công nhận đấy, ông này lọc thật. Phan 6699 lọc lá đấy. Nào, cứ tới với lại lượt quay số mấy rồi nhở? Quyền vô lên bật rồi, lượt quay số 23. Cày quá. Thôi nghỉ nhá anh em nhá. Nghỉ. Chán rồi, dỗi rồi. Xịt cái event rồi, dỗi rồi. Em với anh Tuấn là thôi là chốt quyết định lại là lượt quay nghỉ. Quay nốt lượt 23 nghỉ. Nãy cho lượt quay này thì người phán xử là quánh cung. Và mình anh Cân hết là người quánh phụ cung. Và Nguyễn Bá Nhân là người quánh xem nào. Em đánh cái gì đây? Phụ chém. Phụ chém từ Nguyễn Bá Nhân. Xong chém là sự lựa chọn của Nguyễn Bá Nhân. Khả năng cao chúng ta quay luôn nha. Quay luôn được chưa anh em? Hết đi vườn rồi. Quay luôn, quay sao ướm luôn này. Quay nay nó ra AC nhỉ? Sư phụ nhỉ? Nay nó ra AC với Garrix thì thôi. Tim rai. Xin mời kỹ thuật viên khóa bàn thôi. Xin mời kỹ thuật viên khóa bàn và chúng ta cùng tới với lại đây. Có một AC này. Giặt tay thối cắt. Chọn hai con tuyển rồi đây. Chọn hai quân và tỷ lệ nó ra cực kỳ cao rồi đấy. Thế mà cuối cùng vẫn xịt được. Mày quá, nó không phải ra Garrix. Nó mới ra Garrix thì đúng thật. Thôi bực mình lắm. Miwan Maxe Popo. Xong chém là kết quả lượt quay số 23 của chúng ta. À không. Không. Tổng chém phụ cung. Cay quá. Tổng chém phụ cung.
Ôi ơi, cái con Summer này tại sao nó vẫn rơi vào cái mặt phụ được cái chứ? Why? Why baby tell me why? Tại sao không phải quá? Phải Lưu An? Không phải Drake, không phải Pơ? Nó lại là con Summer. Quay số 24 nào. Quay số 24 là cái màu vàng. Vô cùng là sung sướng luôn. Đấy, Even vừa lên cái anh em sụt thắn lên luôn. Chém nào. Đăng bài lên Face đi. Đăng lên group đi em. 200k tiếp cho tuần này Vinh Quân vòng 1. Chức vụ đâu? Số vụ đâu? Trời ơi, vào một, tiếp tục nào. Bóng bên ngoài chúng ta đã có con Greg rồi. Tiếp tục vào một AC. Rồi, thêm cái màu một Minh Hoàng, tôi sẽ là người chọn quân cuối cùng. Anh em hãy cùng chọn đi. Nào, anh em chọn đi nào. Nào, không biết là ai nhỉ? Đấy, thông báo trước cho anh em này, phát su trực tiếp đấy, nói chung trực tiếp vào những lượt quay như thế này đấy, anh em vào có thể dự đoán cho son. Rồi một AC, một Milan, một cho son, nào có ai nữa không? Thêm một bạn nữa thì cùng mình anh cầm hết. Quan 669 có một xem, trời ơi, tôi là tôi cất cái con xe này lắm đấy này. Nào ông Phan 669 ông có nhường tôi con xe này không? Ông có nhường tôi con xe này không? Ôi trời ơi, cần chán kìa. Ôi trời ơi, chấp đại lý đầu xuân năm mới là bạn bạn nào. Đấy, Linh lên đỗ đông ô tô rồi đấy. Em tính nào tính đi. Mình cũng không thấy mình với nhau cả. Mà anh đi quên, mà mày không biết là mày đi gì cả. Nhưng mày đi quên. Đấy, nó mua ô tô rồi đấy. Anh được 130k là đi mình 400k. Đấy đâu dài, các bạn, đúng rồi. Các bạn chỉ cần anh em vui là thích rồi, đúng không? Vui là sướng rồi. Cứ vui thì chúng ta sướng cái gì đâu. Ôi, chốt nha, tôi chốt này, baby, nha, tôi chốt cái baby, à, không, nhà baby, tôi phải chặn bằng cái nick này, baby, nha, xin mời kỹ thuật viên, quá bạn, tôi đã được quay số 24 bản phụ của bà, này mấy ông đừng tiếc nha, tôi gặp quay ra baby mấy ông đừng có tiếc nha, nếu quay thì xem thì thôi. Im rái, I'm ready. Cắt sổ nhá, thôi nhá, ê, thôi nhá, không mở nữa này. Ai rồi? Tỷ lệ đại sư khá cao. Cố đại sư nào, bia đi. Bia nào? Bia rồi, chưa lại có bia rồi. I see. Nó mở bát ra. Màu ba nó về con Miwa, nó là một con chém. Tổng cung phụ chém là kết quả của lượt quay số 23 chúng ta. Là số 24. Hả, cũng tới lượt quay số 25 nào. Bộ kịch thế nhở, ngoài đường nào nhẹt bộ kịch thế rồi. Cái này có bia uống rồi, con người đã bia rồi.
Ơ sư phụ, bia chưa? Bia chưa? Bia chưa? Nào có bia không nào? Trả lời đi xem nào, bia đi. Lấy con IC của mình. Đoàn kết Baby IC với lại Grit thôi. Con màu 1, cái 3 con đấy chúng ta dạ. Ê Grit nữa, 4 con. Oh shit, oh yeah, oh shit kịch. Nói chung là được bia rồi, được bia rồi. Nào tiếp nào. Facebook là Kiên đây. Anh vào group về. Anh gọi sớt đi. Anh gọi sớt là Kiên. Anh đang là anh lên Nhật Minh. Sao lên Nhật Minh mà ông lấy Nhật Minh Kiên. Ui bị thật. Bảo father của you tên là Kiên. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Ơ, Vĩnh Long nó bớt gì đây? Vĩnh Long la liếm nha. Trời. Không, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này tôi đuôi miêu quá. Để tôi miêu quá. Hãy đuôi miêu lâu quá. Ê. Nào tiếp theo nào. Cứ tới với lực mày số 25 nào. Bà cụ bao 4. Xong chưa? Chị cũng xong chưa? Xong chưa? Ok, xin mời kỹ thuật viên khóa bàn thôi. Chúng ta cùng tới với lượt quay số 25 nào và cùng bỏ 4. Ok nào. Kiểm tra thôi. 25 và cùng bỏ 4. Oh yeah, AC. Ôi, mình nhớ thì lại AC tiếp. Đấy. AC. Một chém, hai chém, ba chém, bốn chém, năm chém. AC nó chỉ là con cung duy nhất mà thôi. Sao không? Đây rồi, Nguyễn Ba Nhân là người oánh tổng chém đây rồi. Tổng chém vào khu cung. Không, Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh là người đánh cung. Vâng, xin mời kỹ thuật viên khóa bàn nào. Chúng ta cùng tới với lượt quay số 26 và cùng bóng 5 nào. Angela Phương Trinh. Xong chém bây giờ ấy. Nào cú xong chém nào. Xong chém, xong chém. Rick, một chép mở bát. Rick, bơ, mi, bơ, cây thầy. Cái gì đánh gì đấy?
đánh phụ cung đúng không? Chờ đâu? Chờ đâu? Ông đi bà. Không? Gì à? Lại để ăn bún đậu. Thế Angelina Phương Trinh là ai? À? Mà tại sao vừa nãy có thứ vào bàn đâu? Cái này tiếc nhưng mà tay vừa rồi nó phải xong chưa? Tí nữa thì có một tên bịt bạn đến từ kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên của anh sau cung. Kết quả ta phải xong chém, tí nữa tổng kết là sau cung. Tài thật. Đấy, lấy một lại thế của kỹ thuật viên. Không nhưng mà khóc ấy, có vẻ buồn ấy. Buồn. Ôi, lực quay này chắc chắn nó về cùng rồi. Nhà điều kiện ơi. Nhà điều kiện của anh Cung này. Nhà điều kiện của anh Cung thì ai sẽ là người mút bản cung của anh nhà điều kiện đây? Ai sẽ là người mút bản cung của anh nhà điều kiện đây? Ai? Mà Lý Minh Kiên chắc. Cái này. Em vào bàn đi. Anh quay ra chém cho hai ông này tím dái luôn. Anh quay ra chém. Vào em cả bạn tôi.
luôn nhá, có bạn bè đi luôn. Nhân ơi, Nhân ơi, anh rất là xin lỗi. Vâng, mặc dù là chúng ta là cùng ở khu vực Hà Đông thật đấy, anh cũng là người ở Hà Đông thật đấy. Thế nhưng mà đây này, cái người ngồi cạnh anh đây này, đấy, giúp của anh mà, đấy, anh cứu người của anh quay lại cùng cho anh và giúp của anh có thể là được đi một bữa bia nhá. Đấy, thôi rất xin lỗi em, rất xin lỗi em, rất xin lỗi em và xin lỗi kỹ thuật viên quá bạn rồi. Ok, rất cảm ơn em. Rất cảm ơn em vì đã hiểu được vấn đề đấy. Nào, chúng ta cùng quay ra cùng. Quay ra cùng thôi. Chắc chắn là cùng còn cái gì nữa. Cùng rồi. Bịp dã man luôn. Cùng rồi. Cùng mà, trong cả cùng luôn. Thôi, về thôi. 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 Thôi, về thô